Hello anh em, thì hôm nay mình giới thiệu với anh em một cái công cụ mà mình đang thì phát triển để sau này có thể hỗ trợ cho cái việc mà bán hàng ở trên TikTok Shop bằng cách là live stream. Thì các bạn cũng biết là cái việc mà live stream bán hàng ở trên các cái sàn thương mại điện tử ở bên nước ngoài ấy, nhất là Trung Quốc đúng không? Nó rất là phổ biến và mang tính hiệu quả cao. Thì với Shopee hay là Facebook hay là YouTube thì quá là hay quen thuộc rồi đúng không? Thì bây giờ đến lượt là TikTok. Thế nhưng mà cái việc mà live stream thì ok, nếu bạn nào có kỹ năng thì chúng ta có thể là tập trung vào câu chuyện live stream, chia sẻ về sản phẩm hoặc là giao lưu với khách hàng. Nhưng với mà một số anh em mà không có khả năng như kiểu là nói chuyện live stream hoặc là tương tác với khách hàng thì mình cần có một các cái công cụ để hỗ trợ. Thì nếu các bạn hay xem những cái live stream về game ở trên YouTube thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều các cái công cụ hỗ trợ. Ví dụ như là để tạo một cái mini game, trên Facebook thì có những mini game này. Ở trên YouTube thì những cái âm thanh, những cái tương tác trực tiếp với khán giả, kể như là cảm ơn bạn đã donate đúng không, rồi là bình luận, rồi cảm ơn bạn đã follow kênh YouTube chẳng hạn. Đấy, thì những cái tương tác như vậy sẽ làm cho khán giả họ hứng thú hơn với cái việc mà mình livestream bán hàng. Thế thì mình cũng đang phát triển một cái công cụ có thể cho anh em xem ở đây đây nhá. Sorry anh em, thì cái phòng mình hôm nay nó hơi rác một tí, nhưng mà đây anh em có thể xem. Thế thì anh em thấy không, tức là cái công cụ này đã giúp mình in ra những cái tương tác trực tiếp ở trên màn hình. Ví dụ như là người ta đang thì ở đây là người ta follow hoặc người ta thả tim hoặc người ta tặng quà thì nó sẽ auto nó in ra đấy. Lát nữa thì mình sẽ cho mọi người xem cái demo. Thế thì đây là một cái cách để mà tương tác với lại khán giả, hoặc là các bạn sẽ thấy là ví dụ như là nó giọng chữ Google đọc chẳng hạn, đọc có thể đọc comment hoặc đọc một cái gì đấy chẳng hạn, như là cảm ơn bạn ABC đã follow kênh, hoặc là cái notification, tức là cái thông báo. Nhưng là cái thông báo khi mà mình vào trong một cái landing page, nó hay kiểu thông báo là cảm ơn ai đặt hàng, nó cứ liên tục có chạy ấy. Đấy thì cái notification thì để cho khách hàng họ bị kích thích ấy. Thì mình cũng có thể làm những cái tương tác dạng như vậy ở trên cái livestream TikTok của mình, để mà người ta, những khách hàng khác họ nhìn thấy ồn ai là hạt bàng bê hàng. Có phải là lúc mà mình xem Facebook ạ, thì mình thường hay có cái kiểu là chốt đơn đấy, thì nó tạo ra, đó chính là cái notification, tức là cái thông báo để cho những người xem họ bên dưới họ sẽ cảm thấy là như kiểu bị thúc á, kiểu thế. Thì rất là nhiều đấy, người ta gọi là hiệu ứng đám đông. Thế thì cần có một cái công cụ để mà hỗ trợ cái điều này, thì bọn mình cũng đang phát triển công cụ rồi. Đấy, thì sau khi mà có người mà người ta xem chẳng hạn thì nó sẽ hiển thị lên, thì các bạn có thể nhìn thấy. Bây giờ mình sẽ thử cài cho anh em xem nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem nhé. Thì các bạn thể nhìn thấy đây là mình có một cái điện thoại và một cái máy in. Thì mình sẽ định cài là nó sẽ tương tác trực tiếp giữa cái việc mà mình live stream cộng với cái việc mà mình sẽ in các cái đơn hàng ra ở đây. Đấy, thì nó liên quan đến máy in, thì nó liên quan đến một số cái liên quan đến máy tính. Thì lát nữa mình sẽ cài. Đấy, đầu tiên là mình sẽ cũng vào live stream như bình thường thôi. Đấy, mình sẽ vào live stream như bình thường ở đây. Mình đã bật sẵn ở đây kênh TikTok của mình. Thì các bạn sẽ thấy là ở trong kênh TikTok của mình bây giờ nó đang thì có cái TikTok Shop như này rồi, bạn thấy không? Đấy, TikTok Shop như này rồi này. Thì lại bây giờ mình sẽ live stream và đấy. Mình live stream và mình sẽ nhét luôn cái sản phẩm ở trong này. Đấy. Hiện tại thì bây giờ nó chưa có cái giống như kiểu là TikTok. À, sorry anh em, giống như kiểu là Shopee, tức là nó sẽ ghim được cái sản phẩm lên màn hình như này, đúng không? Nhưng mà cái này thì chưa có. Đấy, nó dở hơi là mỗi là cái như vậy thôi. Nhưng mà thôi cũng được. Nó sẽ phải khắc phục dần thôi. Đấy, thêm từ cửa hàng đây. Không biết là các bạn có nhìn thấy không? Đấy, thêm từng sản phẩm một. Mình sẽ bỏ hết đúng sản phẩm này vào. Đấy. Ok. Hôm nay thì mình thử nghiệm thì đây, cho anh em xem luôn nhé. Ở cái máy này. Hôm nay mình thử nghiệm thì hiện tại bây giờ đang thì đây các bạn thấy không? Đây là đang có hai đơn. Sáng nay mình đang live stream đấy. Tức là nó có kết quả chứ phải không? Nó có kết quả chứ phải không? Kết quả xem nào. Tất cả đơn hàng đang giao, đang có hai đơn anh em ạ. Có một thằng nào vừa mua cái này hủy, máy pha cà phê hủy. Đấy, nó sẽ có thông báo mới, đơn hàng mới đây, anh em thấy không? Đấy, TikTok Shop thì nó là như thế. Mẹ thì chắc chắn là sẽ cần phải nghiên cứu rất là nhiều. Cái này chưa để lấy thu hôm nay đây. Chưa có gì gọi là ghê gớm cả, chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu rất nhiều. Ok, là quay trở lại với câu chuyện live stream nhé. Đây, câu chuyện live stream như này. Anh em từ từ nhé, tại vì mình đang quay bằng cái gimbal và mình tự quay nên là nó nhiều cái nó hơi bị giả hơi tí. Đấy, sau khi xong thì mình như là xong rồi đúng không?
Đấy là tức là khi mà live stream ấy, thì nó sẽ có cái ô sản phẩm ở dưới này. Đấy, các bạn nhìn cái đống giấy hôm nay mình test in ra kìa. Thấy chưa? Sợ luôn. Đây nhân thấy không? Đống giấy. Hơi ráp một tí nhân thông cảm nhé. Ok. Thì như này sau là mình có thể là mình sẽ bật live stream lên. Đấy, sau khi mà ta ghép xong xuôi rồi thì mình sẽ bật live stream lên thì ấn vào đây để phát thôi. Đấy. Chưa? Ok, về phần máy tính thì cái này hơi liên quan đến tính kỹ thuật một tí. Đấy, kỹ thuật một tí thì đầu tiên là mình sẽ cần phải mở cái live stream lên. Hơi phải kỹ thuật một tí này thì không tránh đâu, mình cũng không phải là người tránh đâu. Thì mình phải cái tức là người ta tin thì in, có người follow thì in, hoặc là có người ta bị loạn thì in, hoặc là người ta có rất nhiều cái chuyện gì chẳng hạn như là ngoài. Đấy. Mình thấy đây chẳng hạn như là những cái thông tin này mình đều có thể cào xuống được và máy nó sẽ tự động in ra chỗ này. Các bạn thấy không? Đó. Mình đang cài là thả tim nó cũng in. Mình có thể cài rất nhiều thứ trong này anh em ạ. Mình có thể cài rất nhiều thứ trong này. Thì đây chỉ là một cái bản thử nghiệm thôi, thử nghiệm cái tính năng là tương tác với lại người xem thôi. Nếu bạn nào mà sau này mình thích bán hàng ở trên trên đây sẽ như này, bán hàng ở trên TikTok Shop á, thì có thể là sẽ hữu dụng đối với lại các bạn. Đây là cái đơn hàng là TikTok Shop này, được chưa? Thì mình đang làm một số thứ thông báo với các bạn để nếu mà bạn nào mà quan tâm á, thì có thể là theo dõi. Một là mình đang đi phát triển những công cụ để hỗ trợ việc mà bán hàng ở trên TikTok, kể cả là TikTok Shop lẫn là không, tức là TikTok bình thường và TikTok Shop. Cái công cụ đấy thì gồm rất nhiều tính năng, thì sau này mình sẽ công bố tính năng sau. Và trong đó thì sẽ có cái tính năng này, tính năng mà làm việc cùng với lại livestream, tương tác với livestream. Ngoài ra thì mình đang thì làm một cái cuốn ebook, gọi là ebook tự động. Thì một cái website trong đó thì sẽ là tự động sẽ cào tất cả các nội dung liên quan đến, tức là của mọi người nhé, không phải là của riêng mình đâu, liên quan đến TikTok Shop ở trên mạng, nó tự động có cào về. Thì anh em phải đọc các nội dung trong đấy, bởi vì khi mà mình nghiên cứu về TikTok Shop á, thì mình mới phát hiện ra là có rất nhiều thứ hay ho mà mình, tức là có rất nhiều thứ hay ho mà đối với lại bên nước ngoài họ dịch ra thì nó không có, tức là không có dễ để mà người Việt Nam mình có thể là đọc và hiểu. Thế nên là mình cần edit lại một tí để mà cho mọi người hiểu hơn. Đấy thì nó chỉ có thế thôi. Thì sau này mình sẽ gửi thông cho mọi người. Mọi người follow kênh YouTube của mình nhé, kênh YouTube của mình mọi người đang xem này, để có thể là được nhận được những cái thông tin mới nhất nhé. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye.